Các họa phát hiện hai thi thể đang phân hủy trong nhà, nghi bị sát hại trước đó nhiều ngày. Bước đầu hai thi thể trên được cho là có quan hệ mật thiết với nhau, đã tử vong trước đó nhiều ngày, có nhiều điểm bất thường nghi bị sát hại. Chiều ngày 16 tháng 8, một số người dân sống trên đường Nguyễn Thế Lộc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, ngửi thấy mùi hôi thối trong khu phố, nên đi tìm nguyên nhân. Trong lúc tìm kiếm, người dân tá hỏa phát hiện hai thi thể, một nam một nữ, trong một ngôi nhà trong phố. Ngay sau đó, sự việc được truyền báo lên công an. Bước đầu, hai thi thể trên được cho là có quan hệ mật thiết với nhau đã tử vong trước đó nhiều ngày, có nhiều điểm bất thường nghi bị sát hại. Nhận được tên báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa và khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi. Hiện phòng cảnh sát công an tỉnh Làng Sơn đang tiếp tục khám nghiệm tử thi, làm rõ danh tánh và nguyên nhân tử vong của các nạn nhân. dân mạng xót xa với lời kêu gọi chống dịch của nhân viên y tế. Những diễn biến khó lường của Covid-19 đòi hỏi rất nhiều con người phải chung tay bước vào trận chiến chống dịch. Nhân viên y tế là một trong số đó. Phải đọc được những chia sẻ, nhìn thấy những hình ảnh này, ta mới hiểu được nỗi khổ cực, vất vả mà họ phải chịu đựng khi gánh trên vai một trọng trách cực kỳ quan trọng. Ở trận chiến đó họ không thể bỏ cuộc vì phải đấu tranh cho lợi ích chung của cả cộng đồng mới đây mạng xã hội lan truyền những dòng chia sẻ cũng như hình ảnh của những nhân viên y tế đang tích cực làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng được biết đây là chia sẻ trực tiếp từ một trong những người đang làm công việc thiêng liêng này lấy mẫu cộng đồng là một trong những cách thức để kiểm soát mức độ dịch và dập tắt nó theo lời kể từ chủ nhân bài viết để lấy mẫu cho hàng ngàn người họ đã vất vả suốt hai ngày liền mỗi ngày chỉ có duy nhất nửa tiếng nghỉ trưa để ăn cơm các hoạt động cơ bản nhất của một con người như đi vệ sinh uống nước cũng phải hạn chế và cẩn trọng hết mức kết thúc một ngày mệt mỏi như thế họ cố gắng ăn lấy sức vì biết ngày mai vẫn phải chiến đấu phải cố sức hết mình không bỏ cuộc hãy hợp tác để chúng tôi được sớm về với gia đình đây chính là lời kêu gọi từ phía những nhân viên y tế hơn ai hết họ là những người nỗ lực nhất trong công tác kiểm soát dịch tuy nhiên công việc này không thể thành công nếu chỉ có sự cố gắng từ một phía mỗi một cá nhân trong cộng đồng đều giữ một vai trò quan trọng đặc biệt là khi bạn đến từ vùng dịch hoặc có liên quan đến những ca bệnh việc giữ ý thức chủ động xét nghiệm là điều cần thiết mỗi người chỉ mất một ít thời gian để đến những điểm tập kết chờ lấy mẫu và kiểm tra nhưng đổi lại là sự an toàn sức khỏe cho mỗi cá nhân lẫn cộng đồng xung quanh đó là cách chúng ta hợp tác góp phần khiến công tác kiểm soát dịch được dễ dàng hơn nhanh chóng hơn sau khi bài viết được đăng tải cư dân mạng bày tỏ thái độ đồng cảm sâu sắc mỗi một bình luận là một dòng động viên những con người đang phải ngày đêm chống dịch làm tròn trách nhiệm vai trò của mình với đối với đất nước quê hương có thể cuộc chiến này sẽ còn rất gian nan và chưa ai có thể khẳng định được chính xác khi nào nó kết thúc nhưng mỗi một cá nhân ý thức là một